Xin chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu là có nên giải tả bằng đòn roi hay là không nha mọi người. Thì cái việc mà giải tả bằng đòn roi á là cái truyền thống của ông cha ta từ hồi xưa tới giờ rồi. Thì ông bà ta cũng có câu là thương cho roi cho bọt, gác cho ngọc cho bùi. Đó. Thì ông bà thì có suy nghĩ là mình cần phải dạy con một cách nghiêm khắc để cho con nó sợ và sau này nó sẽ không có tái phạm nữa, thì thông qua bằng cách là sẽ đánh lá cai, đánh vào mông đó. Như vậy thì nó sẽ nghe lời mình hơn, sau này nó biết đau thì nó không có tái phạm nữa đó. Còn theo mình đó, thì cái việc mà đánh con bằng đòn roi thì nó cũng phụ thuộc vào cái tính cách của trẻ nữa. Một số trẻ là nó sợ sợ cay nghe, nó sợ, nó rất là sợ đau, nó đó đó, nói chung là trẻ đứa nào cũng rất sợ cay sợ đau. Nhưng mà cái đứa mà nó sợ đau á, mỗi lần mà mình cầm cái cay lên mình, nó chưa gì chưa đánh gì hết là nó đã khóc rồi. Chưa cầm gì hết là nó đã khóc rồi, nó mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, sau này con không dám làm như vậy nữa đó. Nhưng mà sau này nó vẫn làm như vậy đó. Nó chỉ sợ cái cay thôi, nó không phải sợ bố mẹ, nó không có nhớ cái lời mình nó nói lúc đó, nó không có sợ cái gì những gì mà bố mẹ nói, nó chỉ sợ mình cái tai thôi. Còn có những trẻ nghe, nó hay cái cai, nó không nói gì hết, bố mẹ có đánh hắn nó cũng không khóc. Đó là cái sự ấm ức của trẻ, nhiều lúc là bố mẹ đánh oan cho con đó, sẽ làm cho cái ấm ức của trẻ nó tích tụ dần, và cái ấm ức đó nó sẽ kiểu như là nó hình thành một cách hình thành một cái tính cách là chống đối lại bố mẹ đó. Thì trước mặt bố mẹ thì nó sẽ làm như thế này để cho vừa làm bố mẹ đó. Nhưng mà sau lưng bố mẹ thì nó sẽ làm một cách khác đó. Nó sống kiểu như là hai mẹ đó. Khi mà bố mẹ dùng đòn roi mà để dạy con như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ không tốt. Nhiều trẻ nó sẽ có khuynh hướng bạo lực sau sau khi lớn lên á, vì nó bị ám ảnh bởi những trận đòn roi của bố mẹ khi còn nhỏ, là nó sẽ dùng cái đó, nó sẽ cái ám ảnh đó, nó sẽ ốp lên người con hoặc là vợ hoặc là chồng của nó hiện tại đó. Cho nên là cái mà khi mà xử lý con mà đòn roi khi mà con bị sai phạm thì cho mình là sẽ không tốt nha. Ví dụ như mà khi mà con mà nó sai phạm cái gì đó thì mình nên tìm hiểu, đầu tiên là mình nên tìm hiểu trước coi thử là vì sao con làm như vậy đó. Đó. Tiếp theo là mình cần phải bình tĩnh trước, bố mẹ cần phải bình tĩnh trước, mình bình tĩnh rồi mình mới giải quyết được. Còn mà mình không bình tĩnh được thì là mình rất là dễ cáu và mình sẽ dùng bạo lực với con đó. Cho nên là mình khi mà con nó bị như vậy á thì mình bình tĩnh, là mình cần phải ngồi xuống nói chuyện với con. Nếu như mà bé lớn á, mình cần phải ngồi xuống nói chuyện với con, nói cái đúng cái sai, cái tốt cái không tốt cho trẻ đó. Còn bé mà nhỏ quá thì mình cần phải vỗ về nói nhẹ nhàng đó. Những trẻ mà như vậy á, mình chỉ cần vỗ về nói nhẹ nhàng, từ từ, mưa dầm thấm lâu. Tất nhiên là nó sẽ không có phải là thay đổi liền tại kia một lúc, nhưng mà nó là mưa dầm thấm lâu, từ từ trẻ nó sẽ hình thành được cái tính cách tốt hơn đó. Còn mà mình thấy cái mình đánh trẻ, nó chỉ cần thấy cái cai thôi đó, là mẹ ơi con biết rồi, mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con không dám làm như vậy nữa, nhưng mà sao nó vẫn làm như vậy thì cái roi nó không có tác dụng gì cả, nó chỉ làm cho trẻ nó sợ vào lúc đó thôi đó. Nó rất là có hại cho tương lai của trẻ sau này nữa, vì nó gây ra cái sự ám ảnh đó. Nếu như mà mình dùng quá rồi thì sẽ gây ra cái sự ám ảnh cho trẻ sau này đó. Cho nên là mình theo mình là cái việc mà xử lý dạy dỗ con bằng cái đòn roi theo mình là sẽ bố mẹ nên hạn chế ít nhất có thể đó. Thì có những trường hợp là kiểu như là bố mẹ mà kiểu mà không có kiểm soát được mình nữa, như vậy thì cái lúc mình lúc đó thì bố mẹ sẽ dùng cái sức mình để đánh con rất rất là mạnh luôn, mình sẽ không tưởng tượng được mình sẽ dùng được cái sức như vậy để đánh con luôn đó. Như vậy con sẽ rất là đau, nó sẽ ốm ảnh trong cuộc đời nó rất là nhiều. Vì sao mẹ và bố nó đánh con đau nó như vậy
nó sẽ gây ra cái hiện tượng là hận á. Nhiều cái nó không có kiểu, nó không có suy nghĩ được quá nhiều, nó sẽ gây ra cái sự kiểu như là uất hận trong cái người đó. Và đây là bố mẹ nên suy nghĩ về cái việc dạy con mình đầu roi nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video của mình nhé, bye bye.